Đây ông biết tôi đây. Đấy, bắt đầu chó con bắt rồi. Ra bà nhanh. Nào về đây là chó ở đủ mặt. Ở đây đủ 10 ngày tôi về kia. Đâu ạ? Chó là bao cho bản lệnh là khóa móc xuống đuổi về về quá 10 ngày rồi. Đấy, không phải làm cái gì nữa. Yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả các bạn quay trở lại cả clip tiếp theo của mình. Anh ạ, thì hôm nay là mới nhận được cái lời mời từ Công Tuyền và Diễn Xu. Đấy, là một cái cái là đưa Diễn Xu về nhà để từ giờ đến Tết Dương mà đấy. À, từ giờ đến Tết Âm, thế là nói chung là Tuyền là nó điểm chỉ rồi, điểm chỉ nhất là phải về nhà ngoại là ít nhất là hai bàn tay là như này, 10 ngày anh em ạ. Thì với Tuyền nó cũng nói mình bảo là mình nhờ mình xuống ở chị mấy cái thằng cháu của Tuyền. À, mấy thằng em hay cháu nhỉ? Em à. Đấy. Vì là cái tốc độ ăn của nó là hơi quá đà. Mày nói mang tiếng. Nó tốc độ speed hơi nhanh thôi chứ. Tốc độ phải ăn nói giả cho tránh hiểu chưa? Thì có nghĩa là tốc độ ăn của nó hơi quá đà, nên là hôm nay là mình đặc biệt mình ghét nhất cái thể loại mà ăn mà không biết nhìn người khác hiểu không? Đó. Chờ thôi, đùa thôi anh em ạ. Nói chung là hôm nay là mình có lời mời là của bố Diễm là bảo là mình cả anh Đạt là xuống đây chơi. Đấy. Thì để thăm nhà luôn mà, thì nói chung bây giờ mình xuống thì mình xem, nói chung là chỉ biết là mấy cái thằng em của Tuyền là nó hơi vướng. Suốt ngày là nó xuống là nó bắt lạc được Tuyền, nó đánh Tuyền, nó cậy bố mẹ nó đánh Tuyền mà. Ê, Tuyền thì phận làm rẻ làm gì có quyền mà đánh lại đâu đúng không? Nói chung là hôm nay cũng là một phần mình xuống ấy, là chủ yếu để một phần là ăn mừng ấy nhỉ, mượn rượu ăn mừng luôn. Là mừng cái gì mà biết rồi đúng không? Đấy, là mình giả được cái con sư tử hống này nó vậy cái lơi thật anh ạ. Ý thằng ơi mừng quá. Tối lại vào tay luôn. Em ngồi trong xe em nghe, thứ nhất anh tỏ lời xấu thì nhà em này, thứ hai bảo ơi là một số bảo ơi anh tao không đi nữa. Nói chung là về anh nói hết rồi, về lên xe. Nói chung hôm nay có cả anh Đạt của mình đi theo nên là anh em chúng ta phải chết, có cả Ngọc đi xe sang kia anh hai lái mình lái rồi, anh em gì có bằng mà lại xe kia vừa mới học xong hôm nay vừa mới học chưa cấp bằng nên làm sao lái được. lên xe. Ok mọi người, xuống đây có gì mình ghi hình cho anh em xem đi. Chuyển đồ anh cứ đứng đồ thì nhiều mọi nhà Tiền nó bắt cháu xuống lên đồ. Ăn ở ngoài kia mà. Cho nên là trách nhiệm trong nhà đi, trên cửa. Nó phải tống nó ra ngoài, cái đấy thuộc của mình ăn. Đâu mà quên rồi. Mấy xe lên rồi các bạn. Rồi. Ôi, thằng này cốc kìa. Còn này cốc với mấy cả bia trong tủ lạnh. Cốc ở đâu rồi chú? Cốc ở đâu rồi?
đi đuổi về nhà luôn. Hôm nay là sinh nhật mà được chia đãi món cái con kia mấy. Diễm là lúc nào cũng đặc sản là sẽ được ăn gà này, xúc xích này, ở à, đấy, nói chung xuống đây là sẽ được ăn gà xúc xích. Gà cho lấy tí nào. Ôi, muốn chạy à? Muốn chạy à? Xin chào anh chị. Ừ. Muốn theo không? Ra bàn, nhanh. Về đây là cho ở đủ mạng. Ở đây đủ 10 ngày, tự về kia. Đâu ạ? Cháu là bao cho bản lên khóa món xuống đuổi về về quán 10 ngày rồi. Đấy, không phải làm được cái gì đó. Đủ 10 ngày cho về. Để mày ra đi. Ngồi luôn, ngồi luôn. Dê. Phá rồi. Ngồi luôn. Ngồi luôn. Ngồi luôn. Ngồi luôn. Đây là cô. Đây cô chơi. Mình hơn em 2 tuổi. Nếu tính ra là của anh xuống đây thì mình theo thằng này mình gọi là cô. Đấy, thì theo thì gọi là em. Thì em cũng gọi là chị. Đấy là ông cho bé à? Cái chị gọi em là anh ấy. Thì là em hơn 1-2 tuổi là phải gọi em anh. Ok, anh em vô đây dọn đồ ăn đấy thì để bố với chú ấy nhỉ? Lâu lắm rồi, mấy tấn hôm rồi. Có gì mình sẽ đi xem. Anh em ngủ mà. Đi đái à? Đái qua. Ngót con bông này. Dạ, bông phải để ý cháu nha. Nhảy đi, nhảy đi. Uống thế thôi. Ui, anh ơi, cẩn thận nó dắp lên iPad của em kìa. Ôi 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 trời. Trên tầng anh ơi. Châu đề là Đức Toại đi đái nhà Diêu Xu và cái kiếp bị tắc cống. Hôm nay mặt Tuyền trắng, mặt anh Toại đỏ ạ. Hôm nay mặt anh Toại đỏ hay anh Tuyền trắng? Ở trên, trong đấy cũng được mà ở trên nhà cũng được. Kìa cẩn thận. Tiêu đề là công Tuyền dạy béo bún quẩy và cái kết quẩy nhất nhất quẩy đi quẩy nào quẩy nhá quẩy để em lắc hảo. Tiêu đề tiếp là công Tuyền yêu béo bún bằng cả con tim. Bằng cả con chim. Thì đương nhiên dễ thôi. Tiêu đề tiếp là công Tuyền làm béo bún cười hằng hạc. Tiêu đề là công Tuyền làm béo bún cười hằng. Ôi khổ thân không. Ôi. Đi ngủ đi. Thế là nó mới thông suốt được. Tư tưởng mà không thông suốt thì nó bí trong người. Tư tưởng kiểu không được tốt như đâu. Chị chịu. Thế tại ai? Thôi. Đi vậy. Thế nên là nó không... Về. 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 Về.
tao cũng vui rồi, tại đánh chia tay thôi đúng không anh em? Bây giờ là mình sẽ đoạn đúng không? Anh Đạt sẽ về Hà Đông nhé, Hà Đông City. Còn lại Diễm ở lại nhé. Đấy, đủ hai bàn tay. Ờ, đủ hai bàn tay. Ok, thôi thì sẽ quay theo nhé. Còn bây giờ thì